Đến nay, 100% xã phường thị trấn của tỉnh Kon Tum có kết nối Internet cáp quang, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, truy cập Internet của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo thống kê, có gần 60% hộ gia đình đang sử dụng cáp quang Internet băng rộng, 92% người dân trong độ tuổi trưởng thành sử dụng Internet băng rộng di động và Internet băng rộng di động 4G cơ bản phủ sóng đến các thôn, làng. Hiện nay, toàn tỉnh còn 18 thôn, làng chưa có kết nối Internet cáp quang băng rộng đến khu vực nhà văn hóa thôn, làng. Có 2 khu vực thuộc các thôn khó khăn chưa có sóng di động và 34 khu vực lõm sóng di động. Nhằm đẩy mạnh phát triển hạ tần số, góp phần xóa vùng lõm sóng di động trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, viễn thông tiếp tục hoàn thiện kế hoạch xây dựng 36 trạm thu phát sóng di động, tạo điều kiện cho người dân thụ hưởng đầy đủ những dịch vụ tiện ích từ Internet.